Có lẽ vũ trụ là một bộ não đang hoạt động của một sinh vật kinh khủng nào đó. Một số nhà thiên văn học và các bác sĩ giải phẫu thần kinh tìm ra một sự tương đồng đầy kinh ngạc giữa mạng lưới neuron trong não người và mạng lưới thiên hà trong vũ trụ. Bạn có nghĩ rằng não người chứa khoảng 70 tỷ neuron thần kinh là rất kinh khủng? Thực tế, vũ trụ của chúng ta cũng có một mạng lưới neuron thần kinh lớn hơn gần gấp đôi số lượng này, khoảng 100 tỷ thiên hà. Và điều đặc biệt là cả hai mạng lưới này đều chiếm khoảng 30% khối lượng của chúng. Nhưng liệu có phải đó là một sự trùng hợp? Hay có thể rằng có một liên kết giữa sự sống và vũ trụ? Tại sao mạng lưới neuron trong não người và mạng lưới thiên hà lại có cùng một đặc điểm là chúng liên kết với nhau bằng mạng lưới liên kết sợi? Liệu có một sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa chúng đến mức gần như không thể phân biệt được? Bạn có câu trả lời không? Hãy để lại bình luận cho chúng tớ biết với nhé! Xa xưa con người nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, mặt trời và các hành tinh chỉ là thứ nhỏ bé lấp lánh quay quanh chúng ta. Nhưng rồi vào thế kỷ 16, Kepler và Copernicus xuất hiện, đem lại niềm tin mới cho loài người, mặt trời mới chính là trung tâm của vũ trụ. Chưa kịp vui với niềm tin mới thì Ronaldo Bruno lại cười khẩy, tất cả các vì sao đều giống như mặt trời của chúng ta. Chúng đều là vì sao chủ của những hành tinh quanh quanh chúng. Sự tự đại của con người, chỉ thấy mặt trời của mình là đặc biệt nhất, tưởng rằng các hệ sao khác đều chịu lệch nhịp quay quanh mặt trời chúng ta. Mãi cho đến năm 1925, Edwin Hubble đã chứng minh rằng tất cả chúng ta chỉ là một phần nhỏ của thiên hà lớn hơn và còn hàng tỷ hệ sao khác nữa tồn tại trong vũ trụ này. Nhưng vào năm 1950, Hugh Everest lại bắt đầu cuộc vui mới khi phát hiện ra rằng còn vô số vũ trụ khác giống như của chúng ta đang cùng chung sống. Con người mãi chỉ là một phần nhỏ nhặt của vũ trụ này, toàn bộ những gì chúng ta làm chỉ là một chút bụi bặm so với sự vô tận của vũ trụ. Một trái đất 2.0 trong chòm sao Bán Nhân Mã, nằm cách trái đất 4,2 năm ánh sáng, tồn tại một hành tinh quay quanh ngôi sao lùn đỏ Proxima Centauri, gần nhất với mặt trời. Nó được xác định vào tháng 8 năm 2016. Proxima b là một hành tinh có khả năng tồn tại sự sống giống với trái đất và rất gần hệ mặt trời của chúng ta. Kích thước của nó gần bằng trái đất. Proxima b quay quanh ngôi sao ở khoảng cách 7,5 triệu km và có chu kỳ quỹ đạo xấp xỉ 11,2 ngày trái đất. Tuy nhiên, Proxima b vẫn ẩn chứa những bí ẩn đáng sợ. Vào năm 2017, các nhà khoa học đã công bố vì điều kiện trên bề mặt bị ảnh hưởng mạnh bởi bức xạ siêu cực tím XUV từ ngôi sao đỏ Proxima Centauri, mà cường độ vượt xa hơn nhiều so với mức mà trái đất từng trải qua. Bạn đã lên đó chưa? Hãy nói cho chúng tớ biết với nhé! Bông hồng có gai kim tinh được đặt theo tên của nữ thần tình yêu và sắc đẹp La Mã cổ đại, Venus, nổi tiếng với độ sáng chói trên bầu trời đêm. Tuy nhiên, ngoài vẻ ngoài quyến rũ của nó là một hành tinh có khí hậu hỗn loạn và các điều kiện khắc nghiệt không giống bất kỳ thứ gì khác trong hệ mặt trời của chúng ta. Là hành tinh thứ hai tính từ mặt trời, sao kim trông giống trái đất khi nhìn từ xa, nhưng khi xem xét kỹ hơn, các đặc điểm độc đáo của nó trở nên rõ ràng. Sao kim có kích thước tương đương với trái đất, với cấu trúc gần giống hệt nhau bao gồm lõi sắt, lớp phủ nóng và lớp vỏ đá. Tuy nhiên, bề mặt của sao kim được đánh dấu bằng hàng ngàn ngọn núi lửa, bao gồm cả Maxwell Montes, cao gần bằng đỉnh Everest. Ngoài ra, bầu khí quyển dày đặc của nó chứa đầy những đám mây giải phóng mưa axit sulfuric sấm sét và những cơn gió dữ dội có thể đạt tốc độ lên tới 224 dặm một giờ, vượt qua cả những cơn bão mạnh nhất. Tại sao lại là năm ánh sáng? Năm ánh sáng là đơn vị đo chiều dài sử dụng trong việc đo khoảng cách thiên văn. Theo định nghĩa của Hiệp hội Thiên văn Quốc tế, viết tắt là IAU, năm ánh sáng là khoảng cách tính bằng cách nhân thời gian 1 năm Julius, tức 365,25 ngày với tốc độ ánh sáng, tức 299,792,458 m/s, và nó bằng khoảng 9,5 nghìn tỷ km hoặc 5,9 nghìn tỷ dặm. Chúng ta cũng có thể hiểu là khoảng cách ánh sáng đi được trong vòng 1 năm. Bởi vì nó gồm từ năm, thuật ngữ năm ánh sáng đôi khi bị giải thích nhầm thành đơn vị của thời gian. Vậy bạn đã hiểu, phút cuối của một ngôi sao, nó sẽ phát ra một lượng lớn năng lượng và vật chất. Sự kiện này là một trong những hiện tượng có năng lượng lớn nhất trong vũ trụ mà mặt trời phải làm việc cật lực cả đời cũng không bằng. Trong quá trình này, lõi của ngôi sao sẽ co lại và tạo ra một lực ép khủng khiếp. Các nguyên tử bên trong sẽ bị phá hủy và electron của chúng sẽ bị phóng ra, phát ra ánh sáng và tia X, tạo ra một sự phát xạ điện từ cực mạnh, khiến không gian xung quanh run rẩy. Đồng thời, lượng lớn vật chất được phóng ra với tốc độ rất nhanh, tạo ra các hiện tượng như sóng xung kích và sóng hấp dẫn. Các nguyên tố hóa học nặng được hình thành và phát tán khắp không gian. Nó sẽ tắt nguồn toàn bộ trái đất nếu diễn ra cách chúng ta chỉ 50 năm ánh sáng. Sự kiện này cũng có thể tạo ra các hố đen và sao neutron. Và đó chính là vụ nổ siêu tân tinh supernova.